trong rịa phê của lõ máu khiêm chạp bảo khơi tha nơi tam bằng đánh social media nâng tay tay này dạy tha ca đẹp bị xa nơi khương sầm bọt rồi có dịp xe cư oyster rồi có salmon là bọt chào chẳng viết tay tại bác bò cao nơi chủng ngưu xin xe đo sở đề riêng chẳng á được chứ này mặt tách đàn này dạy nâng cứ tham miên mùi chùm mất có trớ mùi chùm mất có khổ được chứ này không mùi hai đấy không thay đấy khiêm trong bộ bằng hai nhỏ bông bông bằng dột tha ta ca đàn này dạy nâng cứ trớ cả lại ná hay bị khóc lại ná chùm mất đã khóc cứ kìm con trớ ca đàn bị xa nơi khương chùm này hà đã chào nâng vì ai mình mê rô mùi chùm nốn cho được nông riêng cài của dưỡng cũng có nơi chùm mùi chùm xe xe mùi chùm nốn phân tay tam bất tử bà này dây đòi lại nơi Australia cứ chưa bật tên mũi đại gà tha vì sai sự khác bị báo đi chùm rán hay dịp xe rộp bị báo kênh nâng kìm thôi gặp trụ biển đất phát thang xung khăn này để tam khiêm tấm tôi tham đôi kìa tập sầm bọt đại kia chỉ châm nơi oyster rồi có tray salmon này nâng cứ tha cái trời cả thuốc cả test no water test chia phần trăm rim stir đại diện đoạt ngày được chứ này bỏ sân việc không tập sầm bọt nâng viên miên mê rô với ấy nó cứ tập cái ham mình hỏi dọc phở tập hỏi dọc nó lục hỏi chỉ chuẩn mình Australia đi được chứ này chấm nước lại nếu kiếm trong đồng lực hà bỏ sân chỉ ở nơi không tế Australia kiếm miên một quan cái lõ dương vì sao thế ông miền bắc nhà đây vấn tế vì tiêm tiêu không ca để những phơi nắng trời có tới đây là nào mai trong trời cứ sầm bọt từ ngon nắng vì ở miền Mexico thế nên không sầm bọt không tập vấn tế về đại dương processing về đại dương phơi chúng ta tới tức đại dương liên rồi còn lại là dương tinh nắng vì ở miền là nào mai cực lắm có chưa mùa hai tuổi cả miền rồi này đối chứ này chúng ta lại đi trong trong bệnh chạy hà bông bốn ai nơi tại ai bị xa nơi phương sầm bọt bán chỉ thoa mà đá vấn tế tiêm tiêu ở dưới chết thôi dần dần mấy năm ấy để xa nơi một hộp hà tầng ngon lắm ở dưới chiếc phật vì ở mê rô để cho một nông mẫu hà chiếc xe cường để trai dần đôi chiếc không thể ní khi ông bà rếp trong tôi cảm thấy mùi tầm bây chụp chung không cổ xa thật tui tế bằng tay lại sao mình yêu hà đòi việc ca trên chụp cho cháu xả cúng khi ông trong trai dần dần chung một ôn hà khi ông châu chân nạc cường xung một thấy ở đây là khi ông rếp trong tôi thằng ngày ní miền nơi một hộp hà tầng ngon cứ sắp tại kêu sầm một cứ oyster, tray salmon, hay chấm muối là bồng con ấy nó cứ ba dạng nó cứ sắp tới rồi bắt chay, thấy trong trong mình chia tha rồi xa thêm vô đăng tha nơi không Australia này cứ tha được thêm để dễ thằng nào chấm cứ tha và phải bảo thì không được không tới chia bị say rồi lại cứ nhóm bảo sân dẹp trong từ nhầm từ lại kế cục cho mình hiện nhầm đây để xây dựng ở đăng tha cả để kết vừa nó về sạp bàn tân á chúng phu khi ông chém phớ người ta khi trở bài của oyster nó đỏ lên fresh không một ngày nó ao dưỡng hay chúng mỗi lần dừng dầu màu nó dừng trời liền dừng tiệt hay ở cao liền thế nhưng tiêm tia là tập sàn chụp xét cái tập nó nhưng mình ai đặt tập nó không phải thôn hay dừng liền oyster nó không vấn đề thì ai mero từ lại bên đấy dừng trời bài là cái water tap nó tập ở bên hồ mà dừng liền mùi đầm bay sầm àm ở bên sàn hay à nó dân đồng thời vì ông miền miền rồi tìm mùi tâm tác hôm nay dân mà lại mở khởi thảo tao miền miền rồi được khó thế chấm nách là sầm thăng mua tiết cơ tha về miền rồi chỉ biết thấy xăm mua nên là vì cha đại vì nơi không là bỏ cha được ở tầng ngõ nữa thôi ở dân về là khỏi dân nhầm tới vì thôi dân rỉ rụt vậy chứ nè đôi chân này khi trong chay lại thả xăm mua nên lá vì ai hô bán nơi lơ nơi ở xây tầng hạ thiệp để lơ bị pram được ông xa xề đôi chân này ở bây giờ nên nó lịch chi chấm đen năm muối trong chay là bông bông bờ sờ bông bông trong thì sao nó khơi sầm trắng bông bông cua để liên lại sạt hói dưới tới đặt châu từ khăn ông tu cọ nó cái crown mai này bọc bằng bảy được kế đó đầm bảy dạng tết cứ sang sân địa tì đầm bảy ở việt có cram tết tới mê rô đại miên tầng bảo màn nữa đại dương mơ khơi này tân tái dương tân cao vi sạt má này tân tái dương đầm bảy ở việt cam là sờ bắt tiếp dưới tới thời chẳng đặt nó không tu cọ ở crown bọc bằng bảy trong xa xe nữa và hãy giờ sáng sớm một tí bạn dừng dọc chạy màu phía xa nè được chứ này vì mình mình thao bạc phố hay thác bởi giáo này trưng sử một tầng ổn nữa vì chú ý ai được khiêm tra đời này nó không khám thi để tìm dọc phía bọc nhầm nữa trong lớp tất chất ai bông ôn cua tại phía xa nơi chếp xét cư ta oyster vì mình sẽ ra sống khăn nè vì không nói vì mình kể hỏi chịp thao chống chứ môi mẹp nhé chống bốc luôn chứ môi nâng đối với này oyster cứ tạo viên miến phao bảy giáo sản phẩm bông ổn đồng óc này crop vây chia pi xe sản phẩm thun từ lờ không may để không vây đồng tỏ bụi không vây vì
ដល់8រហូតដល់30អីចឹងដែលក្នុងវ័យបន្តពូជពិសានៅអុយស្ទ័រហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយឲ្យបង្កើននៅគេថាអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺដល់ងាយនឹងបន្តកំណើតដល់ទារកបានងាយស្រួលហើយជាមួយនឹងមានសុខភាពល្អវាមានជាតិស៊ីងនៅក្នុងហ្នឹងជាតិបើបខ្លះគេហៅថាសង្កសីហើយជាតិសង្កសីហ្នឹងវាជួយ ពុះនៅអ៊ីមូនស៊ីស្ទឹមរាងកាយរបស់យើងនឹងឲ្យយើងកាន់តែមានសុខភាពល្អទៀតដូច្នេះបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងនៃអុយស្ទ័ររឬក៏គ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់នោះដោយសារតែការយកច្រឡំស្ដាប់ដឹងថាគេថាញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រទៅធ្វើឲ្យកើតគេថាគ្រោះក្នុងពលានអីឬក៏មេរោគអីចឹងណាអានោះដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យប្រឡងផុតទៅនៅឱកាសដែលយើងជួយឲ្យឡើយទីមួយទី២អានេះគឺវាអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងហើយ ដើម្បីជាការបញ្ជាក់អ្វីកាន់តែច្បាស់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហ្នឹងយើងតែងតែយល់មិនច្បាស់ដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានតែអសុទ្ធការីមានតែប្រមាណអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងជាពិសេសខ្ញុំក៏សូមណែនាំឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើការយល់ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើអានេះខ្ញុំមានកូនក្មួយសិតតែទាំងស្រុងសិស្ស ផ្នែកផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺថាមានតាំងពីpharmacy មានទាំងregister nurse មានទាំង nurse ឯកគ្រប់បែបយ៉ាងផងដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកជួបនៅpharmacy ដែលទឹកនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីក្មួយរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ឈ្មោះវិសាហ្នឹងហើយវិសាមកចេញជំរាបសួរហើយ ថ្ងៃនេះវិសាគឺជានិស្សិតpharmacyដែលបានទទួលបានជោគជ័យហើយគាត់បន្តការសិក្សាគឺចប់សពគ្រប់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការហ្នឹងហើយដូច្នេះវិសាថ្ងៃនេះពូចាំសួរក្មួយថាហេតុអីបានជាភិកច្រើនគេនិយាយថាយើងពេលដែលយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រយើងគួរតែជៀសវាងកុំញ៉ាំគ្រឿងគេថាអាល់កុលអាល់កុលគ្រឿងស្រាក់ស្រវឹងអីចឹងណាតើវាមានប៉ះពាល់អីដែរក្មួយ គឺគិតទៅប្រហែលជាគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងពេលដែលយើងហូបវាចូលទៅវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្រូបអាហារយើងហ្នឹងវាអត់ល្អដូចយើងអត់តន់ហូបបាទពេលដែលយើងហូបហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យពោះវៀនឬក៏ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងហ្នឹងអត់បានស្រូបនៅ nutrition បានអស់ពីអុយស្ទ័ឬក៏ហ្វូតដែរយើងញ៉ាំចូលទៅជាពិសេសគឺកាល់ស្យូមហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអសុទ្ធការីដែលថ្មីថ្មីដែលកំពុងបើសិនអាធិបតឹងក្បិតគេថាក្បិតកំពុងទៅសម្លៀងទៅមហើយអាហ្នឹងកំពុងមុតច្រើហ្មងណាត្រូវស្ដីពេញខ្លួនដូច្នេះបងប្អូនគ្រឿងស្រវឹងអាល់កុលវាស្រាអីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រយើងគួរជៀសវាងកុំពិសាណាដូចវិសាលគាត់បានបញ្ជា
pharmacy lưu cái này vậy ha bây giờ dân mà chọc ca sức xá dân mình xịt nó phải làm bây giờ xong khi ăn ở Australia dân thế bà nhà nó giờ mày đã thôi biết làm cái chết đã mình làm như thế rồi có cái tiền tiền ấy chẳng thế mà thật việc cái dân hiện chọc nó dân mình xịt nông ca apply giờ sinh chiết nó đôi cái vậy nó mấy việc bà bá việc tay cho bà bá bên ta nó chưa tu tới bà dân thua tập tam đài ở vậy là cái trai ca hay dân thua bị ta mà tập kiệt tới giờ mình bà bá Okay. Cho bạn nhà IELTS test ấy thì sao nó cứ kia tiêm tiêm phù đấy kia tiêm tiêm học sập bờ dạy pì IELTS tam nhóm chấm đôi chỉ ở của mỗi chất tám minimum phần tay bởi dương chọn bàn phần tụ ở để chơi để sang cả hai giờ sinh chuyện nó kia kịch chìa phần tụ phần tay âm đằng chân bởi dương chọn bàn sập chọn bàn đặt cả đặt khuất dương nhậu tụ và đặt khuất chân dương bờ lo bàn đặt đó phần tụ dương đặt khuất hoặc cả dương đặt chờ ok chấm mình sẽ đã liên hệ pháp sĩ đôi chị mình tìm tìm chị ai ở lăng cổ của mình đây mà nhé bạn trong một buổi chơi chơi mới nhưng mà dương bạn thật chờ anh thật là sản phẩm dương ok chuẩn bị môi này hay sừng không tha môi giờ nơi chuẩn này trong năng tầm mấy chui nó xả cùng dương nó bạn này này chia từng pen non rồi xây môi này hay có mặc hàng đấy đôi chị pháp sĩ đôi khi đá con tay còn phong tay vừa tầm nào này khe bên tay khăn đấy là ngày khe bên tay hay khăn đấy gạch sòn là ngày hay đó khe bên can you share what you doing for now is the fancy and what you doing in the chemistry house what your job you doing there can you tell the audience please I work at the back it's very simple all I do is take the prescription in and I read it, make sure everything is correct. And then I put it in the basket, grab the medication, and then either me or the pharmacist will put the sticker on. And then when that's done, just call out the patient's name and then tell them how to use the medication. And that's it. Okay. Very simple. Mm-hmm. And do you enjoy with the job over there? Or you have any issue with the customer? And you have any problem, any complaint with that? Because in the past, Mr. Lim, he used to tell me it's in the Lim pharmacy. Sometimes have the customer give him a hard time because they misunderstand each other, and some the customer they not understand quite understand. So make his a lot of the time to explain. So how about what you're doing? It happened the same to the Lim pharmacy or? So far, mostly it's been good. Mm-hmm. Very rare that a lot of patients come in and they argue, but when they do, it's mostly because of an error in their prescription. So when the doctor writes something wrong, but we can't fix it because we don't have the authority to, we have to call the doctor, and sometimes the doctor is not open, so the patient is not able to get their medication. Mm-hmm. But then the patient puts the blame on us, but we cannot do anything. Okay, so that's the reason they misunderstand what the rules are doing. We have to go step by step. We cannot do anything better than what we do, is it? Yeah. Okay, that's good luck. And so, are you happy to meet any issue like that? When you get any problem like that to the customer, you feel sick with that, or are you happy to explain to them? No, it's good. It's a good learning experience. Okay. I'm happy to experience that. That's good. You know, the customer, sometimes they don't understand, but you have the obligation to explain to the people who don't understand, so that you have to enjoy that job. I hope everyone in the medical field is have the feeling the same Kevin, he said, that's good, because we try. It's, for example, look like when you don't understand something and you try to ask people, and the people they explain not proper for you, make you feel look like hopeless. Okay, so I hope you in the future you do something more better for the our community. Okay, and now it's the gets on. What are you doing for the moment? Is the study is are you enjoy with the study and hard for to study in the pharmacies? Of course, it's hard, but. I think I enjoy it. It's very, I've always dreamed to be a pharmacist, so yeah, I enjoy it. Okay, that's the main thing. I just to tell everyone, if you want to study doctor or just study about the pharmacist, the first thing you have to enjoy, you have to love the
the job that you study. So don't think about the money. The money is nothing, but you need the money. Okay? But the thing is, if you study for the money, it's better than study. You have to study to help our community, to help people that you started doing. Because the medical field, the first thing you need to give their compassion to the party. That's very important. Okay, thank you for your sharing. And now we come to this side. I have my beloved nephew, Mei Gui Li. Sister, okay, Mei Gui, you are the registered nurse, okay? And are you finished your course yet or still? Nhâm sông cho chị khmer nè. Ok, đã sáng nhâm chị chạy thang được trong video này. Vì chị mình có bỏng phong khmer cho anh. Có chẳng đơn phô mình đã tông cho mình register nurse. Chẳng sông chị khmer tới là bé quạt bằng vô. Sắp ngay nhâm phong tới thời ca chị register nurse nè nông Telenong Hospital. Ok. Bà hay nhâm bàn kể cho ế đây. Nhâm bàn kể cho tăng bình nam bí bóng bộ phây bậy. Cứ cả bình nam môn nông tới. Nâng ngay. That's good. Chẳng chẳng mùi lấy cầm bộ thời ca nơi kể nát sông chạy mình lấy tới vào ngày nay thời gian trong dental hospital trong general medicine ward cứ basically là bên patient admit mà bị emergency department cái này group bệnh toán cứ kê là bị chuyển nhận chuyển tới tới trong general medicine nè general medicine chỉ ra không ai bên đây tha phải tu tới bởi tại ward bệnh nhóm nâng cứ kê specialize tới là khám phơi đường hàm nhận chuyển tới đã đón chuyển nguyên covid 19 đã chuẩn bị đã tôi chuẩn bị nó rồi liệu suốt tạm mình lại cam xem xe hay được mọi có gì tới đã tôi chuẩn bị nó phơi được hám cứ bỏ bao nhiêu nó cứ lúc after that patient mà tại mà mình đã tôi đọc phơi được hám nhưng mỗi gì cứ mơ đã chuẩn bị xem tu tập tiền nâng lên suốt trong trong năm mà register là nó ta không mua riêng mà giải quyết của mán là bấy bằng cái chọn là nhà bắt register là nó para giải quyết của mán đấy. Chúng tôi Bachelor of Nursing, course of Nursing nên cứ mình là dạng 3 năm. Bên tay là sao ta nhóm chị International Student, nhóm thua đồng nào mà bị bệnh tế công chiếc, nhóm thử thua Foundation Year, dạng 3 năm 1 năm tiền, chân sử dụng mà cứ 4 năm. Ok. Nâng này. Chứ Richardson là nâng tam đờ phụ đấng dương minh sức đồng bày apply cho PR ở Australia mình chứ này. Đó chứ này cái tiêm tiêu ấy khác là đồng bày ở ban phê là dương riêng trong hoa dương thua ấy khác đồng bày ở bị cổ phần tụ được gọi đồng bày ở minh sức đồng bày dương apply cho PR nữa. Nên này chung bố apply cho PR cứ chỉ question way thông bền đèn. Được nhưng chỉ chạy tập phụ bởi những bạn gì bị muốn này nó biết ổ bị muốn mà tại tôi chỉ muốn được việc ca cho apply sức luôn này nó không có thể Australia. Các bậc cứ nursing cứ miễn dịch không cao phải do sức luôn nơi không thể ổn định bên tai mình bắt gặp tha nhận được tha hình nursing cứ dần tập miễn dịch không cao apply do ban này cứ biết trong chuẩn bị rằng bọc pizza bao nhiêu sản phẩm bao nhiêu hay chưa biết chắc nó cứ pizza ăn này cứ dương thử focus tới lên rằng chuẩn ăn rằng đảm bảo apply do sức luôn nơi ban ai đôi nhom gì từ đại bùi nhom gì từ đại chứ cái thang đại hình nó sinh một cái thang ai luôn nơi miền sông dò sẽ luôn nơi bán này nên ngày được chứ này cái tìm tìa phía sáng tràn này phụ này trong phương bốc khoảng ngày nữa tam phương mình nhom từ tu ban thì hàng migration hàng phía sáng mai cái hai thang xuống tàu đây nên tàu phù vẹn rồi xuống bên tàu phù vẹn cứ cái prioritize từ lớp phía sáng này superior nó bây giờ đi dân ban superior ông này nó cứ dân ban một thầy phụng nhưng vậy phong ban này tha nó phải để apply cho student nữa cứ cái focus tới là point test nó cứ chỉ cần một team để tha cái ở đồng bài tới là smart people bao nhiêu cái evaluate cái thà phân thi ở chuẩn bị tâm bao nhiêu tham gia tổng lãi như dài kêu dân miền tổng lãi ấy khá miền quân tổng lãi ấy khá tổng lãi cái vo như vậy dân làm bay cái trong đơn thai dân miền này kia khá chúng phụ mốc cái prada thay đổi thì sao ông này nó phải để dân ban tụ ông này hơi thực phúc cái dân ban một thầy phụng và thay một tiền đơn này ai nó xin họ ngay nó cứ kỳ do minimum of 65 tích bùng phát cứ không sắp thèm phụng bạn tại mình ban đây thang ở ban học sắp thèm cứ sắp sắp tầm biến sắp luôn nơi này cứ rất tập phúa rất tập biết là các bạn được chờn chẳng bằng dùng dây thà bản thân chỉ dùng miếng ong lì mà được ong lì dùng phúa tới ba một phẩy bốn này thà dùng bằng bàn thập tập học thẻ này nhưng anh dùng các bạn đọc bài sớp bài pram cao sớp rất tập phúa ở các bạn dùng tập phúa tam thường tại ok nick chơi chấm nón mua đại chơi lại chơi xe
ខ្មួយដែលកំពុងតែរៀននៅផ្នែកវិស័យនោះអញ្ចឹងណាដូច្នេះឬក៏ខ្មួយដែលរៀបចំនឹងមករៀនបន្តសិក្សានៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងត្រូវ អរអស់ហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំទូរីករាយដែរដែលបានសិតពូនក្មួយទាំងអស់ប៉ុនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើរតាមជំហានរបស់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងមកការមេដេផលពីលហ្នឹងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះគឺជាគុណធានមួយដែលថ្មីហើយពួកគេសិតតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងណាខ្មួយទាំងអស់បើសិនជារៀនផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលគុំហុកកើតតែដើម្បីលុយបើសិនជារៀនដើម្បីលុយយកអស់ខ្មួយត្រូវតែធ្វើជាអ្នកជំនួញអីវាមានដូចច្រើ